Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Bây giờ các bạn đang hòa mình vào dòng xe tấp nập của Sài Gòn vào giữa trưa trên đường Nguyễn Văn Cừ đi tới Trung Sơn để mau chóng bàn giao cây pino điện Cutman K650 đến với khách hàng tại Bình Chánh. Xe van vận chuyển đàn và team đã có mặt nhanh chóng do hẻm nhà khách nhỏ và sâu nên anh Tài đã mượn xe máy của mình đưa K650 và quà tặng chạy vào nhà khách. Đàn được đóng gói rất cẩn thận và kỹ càng, vì thế anh em hãy yên tâm về chất lượng nhạc cụ bên mình nhé. Sau đây là quá trình lắp đàn K650. Đầu tiên, hai chân đàn được canh chuẩn theo pedal, lắp cố định với hai con ốc bằng tu vít. Các bạn thao tác như trên với chân còn lại nha. Thân đàn được nằm xuống để gắn tấm chắn sâu vào chân đàn với pedal vừa mới lắp. Cuối cùng là lắp đầu đàn vào và cố định vị trí với ốc và tu vít ở dưới đầu đàn. Chị chia sẻ với mình rằng rất thích piano nhưng hồi trẻ chưa đủ kinh phí, bây giờ mua được thì không biết thương hiệu đàn nào uy tín chất lượng. Và sau khi thấy các video về piano trên kênh YouTube Minh Phụng Music, chị đã bị say mê bởi cây Cutman K650 nên đã đến showroom 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3 để xem các dòng đàn piano Cutman và rất ưng mẫu K650 này nên đã đặt cọc và đặt lịch giao vào trưa hôm nay. Lại còn được team giao đàn đúng hẹn nên chị rất hài lòng. Đàn đã lắp xong, piano sẽ được đưa đến vị trí mới theo yêu cầu của khách hàng. Nhân viên đang chuẩn bị quà tặng cho chị, đó là ghế piano màu đen bằng gỗ chắc chắn với lớp nệm ngồi êm ái và bên dưới là hộp đựng, xếp nhạc rất tiện lợi. Nào cùng chị bóc siêu em đàn này nhé các bạn. Còn team đang giúp chị kiểm tra âm thanh và độ nhạy của các phím đàn. Mời anh em cùng nhìn ngắm em đàn K650 với mình nhé. Nắp đàn có thể đóng mở nhẹ nhàng, bảo vệ bàn phím khi không sử dụng. Dáng đàn upright sang trọng với màu sơn đen cổ điển cùng bảng điều khiển với các nút bấm trải dài rõ ràng, giúp người chơi dễ dàng điều chỉnh các chức năng. Pedal bằng kim loại sáng bóng bền bỉ, đàn trang bị màn hình LED ánh sáng dịu mắt, bàn phím 88 phím với 3 cấp độ cảm ứng lực nhấn, thư viện âm nhạc ấn tượng với 600 tiếng, 256 polyphony, 50 điệu, 45 tiếng demo, hai bài piano cài sẵn. K650 còn có nhiều chức năng hấp dẫn như metronome đếm nhịp, Trinova trộm tiếng, Jaspo tăng giảm tông, chính sách dành cho khách hàng. Khi mua Cutman K650 tại Minh Phụ Music, bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Vậy là video bàn giao Cutman K650 đến với khách hàng tại Bình Chánh hôm nay đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano điện yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.